kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Bảo vệ quyền lợi người lao động, cần xử lý nghiêm các đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Hiệu quả sản xuất rau an toàn ở các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tiêu hủy trên 1.000 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu. Phòng chống tai tệ nạn trong trường học ở Phù Cừ. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 những ngày gần đây có diễn biến phức tạp trở lại, số ca mắc và bệnh nhân chuyển nặng trong nước có chiều hướng gia tăng. Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có công văn yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các sở ngành địa phương đơn vị tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng có kịch bản cho mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, các sự kiện tập trung đông người, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời phù hợp hiệu quả, tiếp tục thúc đẩy triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, rà soát đảm bảo các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch. Chỉ đạo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh du lịch xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đảm bảo an toàn nghiêm túc, phòng chống dịch hiệu quả. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ và ý thức người dân. Đến nay, tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt gần 126.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động trong dân cư và các tổ chức kinh tế đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 6,71%. Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đang tiếp tục đà giảm. Tổng dư nợ đối với nền kinh tế đạt trên 86.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn trên 61.000 tỷ đồng, giảm 0,82%, dư nợ cho vay trung và dài hạn trên 25.000 tỷ đồng, tăng 1,20%. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước đã hai lần giảm lãi suất điều hành 0,3 đến 1% một năm trong tháng 3 và tháng 4. Nhờ đó, mặt bằng lãi suất thị trường dần ổn định. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động hiện nay giảm bình quân từ 1 đến 1,2%, cho vay hạ 0,5 đến 0,65% so với cuối năm ngoái. Của Ngân hàng Thương mại Nhà nước có mức giảm tốt hơn từ 1 đến 1,5% một năm với lãi suất huy động và 1,5 đến 2% một năm với cho vay. Trên địa bàn tỉnh hiện có 161 ban thanh tra nhân dân, các ban đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội, kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh. Từ đầu năm đến nay, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh gồm 679 dự án, số dự án cộng đồng đã giám sát 627 dự án. Thông qua các nội dung hoạt động giám sát về thực hiện quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết kiến trúc xây dựng, chỉ giới đất và sử dụng đất, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư, tiến độ thực hiện đầu tư. Qua các cuộc giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng cho thấy các dự án thực hiện đúng quy hoạch, định mức vật tư, không xâm hại lợi ích cộng đồng, công khai minh bạch trong quá trình đầu tư, không gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của dự án và đảm bảo đúng quy định, không tác động tiêu cực đến môi trường, không có dự án nào vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã phản ánh về việc một số doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội gây khó khăn cho người lao động. Không những vậy, thực trạng này còn gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan quản lý lao động. Việc xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội chưa có giải pháp xử lý triệt để. Đơn cử như tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc Hưng Yên và công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Trường Phúc, có cùng địa chỉ tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, hiện đang nợ gần 14 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, nhưng đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Ân Thi vẫn chưa thể thu được. Đồng nghĩa với đó là hàng trăm lao động đã làm việc tại công ty gặp khó khăn về mọi mặt. Điều đáng nói, hai doanh nghiệp trên đã dùng mọi lý do cố tình biến tướng để nợ đọng bảo hiểm xã hội. Từ tháng 1 năm 2020 cho đến nay, người lao động mà trực tiếp làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc là chưa xác nhận được sổ. Lý do là công ty nợ
tiền bảo hiểm xã hội. Và đến tháng 5 năm 2021 thì công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc thành lập thêm một công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Trường Phúc, chuyển khoảng 300 công nhân sang để lao động sản xuất và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại công ty này. Hôm nay là hai công ty còn nợ động xấp xỉ 14 tỷ. Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Trường Phúc liên tục là thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tức là cứ 3 tháng hoặc 2 tháng là lại thay đổi một giám đốc bảo hiểm xã hội, phòng lao động thương binh xã hội và liên đoàn lao động huyện đến thì cũng không làm việc được. Chủ sử dụng lao động là không có mặt đấy. Mới đây ngày 4 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Ân Thi và các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc nợ bảo hiểm xã hội người lao động và phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ngoài hai đơn vị trên, một số đơn vị doanh nghiệp còn lợi dụng vào chính sách hỗ trợ bảo hiểm để chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. Bởi theo quy định, mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội là 4,19% trên năm, bảo hiểm y tế là 9,61%, thấp hơn mức lãi suất vay ngân hàng. Vì thế, không ít đơn vị lợi dụng tính toán chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để sử dụng số tiền này thay cho việc đi vay ngân hàng khi đang khó khăn. Khi bị thanh kiểm tra thì ngụy biện là do doanh nghiệp gặp khó khăn nên không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội đúng hạn. Không phải là bây giờ là đơn vị là không nộp mà bị cái hàng tồn động, hàng tồn kho cầm gần 20 tỷ chưa xuất một đồng nào từ tháng 12 đến bây giờ, nên là về doanh nghiệp thì tiền lương rồi là tất cả mọi cái vẫn đầy đủ, nhưng mà bảo hiểm xã hội thì cân đối còn nộp khoảng 30% bảo hiểm thôi để giải quyết chế độ, vẫn cam kết nộp dần mà có phải không đâu. Trên địa bàn Văn Giang này phải nói là có những đơn vị là nợ lâu, nợ dài, không tiếp cận được doanh nghiệp. Tập đoàn Phúc Lâm hiện thời bây giờ đang nợ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Văn Giang là 6 tỷ đồng, với số lao động là 7 lao động, rất là khó khăn. Chúng tôi là hàng tháng, hàng quý vẫn theo thực hiện chỉ đạo của bảo hiểm tỉnh là sang đôn đốc và lập biên bản. Vừa rồi chúng tôi cũng báo cáo ủy ban huyện rồi, báo cáo cả thanh tra, đề nghị với các cơ quan cấp trên có phương án đưa ra là để khoanh lại được cái số nợ này, để làm sao số nợ này nó không đẩy lãi nữa, không khoanh được thì số nợ nó cứ đẩy đấy, đẩy lãi theo hàng tháng. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, mỗi tháng có trên 200 đến 300 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Các đơn vị chỉ trả khi bị thanh kiểm tra, sau đó lại nợ. Một số doanh nghiệp cũng biến tướng chuyển đổi công ty, thành lập công ty mới để trao nợ. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra, yêu cầu 21 đơn vị doanh nghiệp khắc phục việc chậm đóng, nộp bảo hiểm xã hội và đã thu nợ trên 19 tỷ đồng. Các cấp ngành, chức năng trong tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền doanh nghiệp thực hiện nghiêm luật bảo hiểm xã hội, kiên quyết xử lý những công ty chậm đóng và nợ bảo hiểm xã hội. Đồng thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc này không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động mà còn ngăn ngừa không để phát sinh doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và các địa phương. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với báo Dân Trí đến thăm trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Phạm Thị Vóc, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Trong đợt đến thăm lần này, đoàn đã trao số tiền hơn 36 triệu đồng. Trước đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tổ chức vận động kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gia đình bà Vóc hơn 35 triệu đồng tiền mặt. Gia đình bà Phạm Thị Vóc là hộ nghèo tại thôn Sở Đông, đang sống đơn thân, làm phụ hồ tại địa phương, nuôi mẹ già 93 tuổi ốm liệt giường và hai người con gái đang học đại học. Tháng 10 năm 2022, trong một lần đi làm bà bị tai nạn lao động vỡ đầu phải đi cấp cứu. Con gái lớn sinh năm 2003 đang học tại tỉnh Hải Dương, trên đường về thăm mẹ cũng bị tai nạn nghiêm trọng, bị đa chấn thương, tụ máu não. Hai mẹ con bà phải nằm viện điều trị lâu dài. Người con út sinh năm 2004 đang học tại Hà Nội phải đăng ký học online để có thời gian chăm sóc bà, mẹ và chị gái. Kính thưa quý vị, thời gian qua các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua đó không những giúp gia tăng giá trị mà còn góp phần giúp các hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến hết năm 2022, tỉnh Hưng Yên đã đánh giá xếp hạng cho 199 sản phẩm OCOP, trong đó có 157 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 42 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Tổng số chủ thể tham gia chương trình OCOP là 76, trong đó có 43 chủ thể là các hợp tác xã với 133 sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng, chiếm tỷ lệ 66% các sản phẩm OCOP toàn tỉnh.
nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình OCOP đối với việc phát triển bền vững của kinh tế tập thể, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển vùng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới trong quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tích cực đổi mới các hình thức bao bì sản phẩm. Cùng với đó là tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm trên nhiều kênh phương thức. Qua đó, các sản phẩm của hợp tác xã đều được đánh giá xếp hạng tăng cao, gia tăng giá trị và tạo chỗ đứng trên thị trường. Hợp tác xã tham gia vào OCOP thì ở đây nó có hai mặt. Một là bản thân hợp tác xã cũng tạo ra được cái hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng được cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chính mình và nâng cao được cái thu nhập cho bà con nông dân lên. Cái thứ hai nữa là nó đem lại cái giá trị về mặt thương hiệu, nâng cái giá trị đặc sản của địa phương của mình lên. Cái đấy là cái đóng góp rất lớn cho địa phương. Liên minh hợp tác xã vừa rồi thì cũng đã tham gia gửi rất nhiều các cái sản phẩm OCOP lên cái hệ thống mạng của Liên minh hợp tác xã Việt Nam để giới thiệu quảng bá sản phẩm chương trình OCOP. Nhu cầu sử dụng rau củ quả sạch của người tiêu dùng ngày càng tăng, thì việc sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp là một hướng đi phù hợp. Nắm bắt xu hướng này, nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đã và đang cho hiệu quả cao. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, nên thời điểm hiện tại, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Yên Phú đã ký kết tiêu thụ sản phẩm rau củ quả cho hơn 30 đơn vị là các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn công ty trong và ngoài địa bàn. Để cung ứng mỗi ngày từ 10 đến 15 tấn sản phẩm, ngoài đầu tư nhà lưới, máy gieo hạt trồng 10 hectare rau xanh các loại ớt chuông, củ cải đỏ, dưa chuột ba bi, hợp tác xã đã liên kết thu mua sản phẩm của hơn 230 hộ sản xuất rau Việt Gáp trên địa bàn xã. Nhờ tiêu thụ thuận lợi, giá bán luôn cao hơn rau được trồng truyền thống từ 5 đến 10.000 đồng một kg, trừ chi phí 1 hectare cho thu lãi gần 500 triệu đồng. Trong thời gian tới thì hợp xã vẫn tiếp tục là mở rộng cái diện tích Việt Gáp lên 40 hectare và mở rộng cái số hộ nông dân tham gia hợp xã nữa và nâng chủng loại sản phẩm cho nó đa dạng hơn và xây dựng thêm hệ thống nhà lưới nhà kính 15.000 m2 nữa. Thành lập năm 2018, hợp tác xã sản xuất ổi rau củ quả Việt Gáp xã Hoàn Long đã sản xuất theo quy trình Việt Gáp với tổng diện tích trên 7 hectare, trong đó có gần 5 hectare ổi và trên 2 hectare rau củ quả các loại. Do áp dụng chặt chẽ nguyên tắc không dùng phân bón hóa học, không dùng thuốc trừ sâu độc hại, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng và không sử dụng thuốc diệt cỏ, diện tích trên cho sản lượng cao. Trung bình một năm cho thu gần 400 tấn ổi, hơn 140 tấn rau củ. Sản xuất rau sạch nên là tôi đưa ra thị trường nó uy tín hơn, nó dễ bán hơn hẳn các cái rau ngoài thị trường. Huyện Yên Mỹ hiện có gần 40 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc này không chỉ giảm chi phí trong sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời gây được quỹ để hỗ trợ hội viên phụ nữ, các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian qua, Chi hội Liên hiệp Phụ nữ tổ dân phố Bãi Sậy, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom phân loại rác thải tại địa bàn dân cư. Thành lập được hơn một năm, câu lạc bộ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đã tuyên truyền vận động 5 hội viên thực hiện và đã đi vào nền nếp. Ngoài đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác ngay trong hộ gia đình, chị em phụ nữ còn nhặt phế liệu từ các nơi công cộng, thu gom tại nhà, sau đó tập kết tại nhà văn hóa để phân loại, mang bán gây quỹ. Từ số tiền trên, câu lạc bộ đã giúp đỡ cho 4 hội viên đốm đau đi viện nhiều lần trong năm, 11 cháu nhỏ quan cảnh đặc biệt khó khăn và mồ côi cha mẹ. Chúng tôi thu gom bán tại gốc này, gây được một cái quỹ gần 5 triệu đồng của trong một năm. Mong rằng tất cả các chị em ở mọi chỗ mọi nơi hưởng ứng lan tỏa và cùng mọi chị em làm tốt cái việc này. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào này tới hội viên phụ nữ, góp phần gìn giữ bảo vệ môi trường trong khu dân cư và giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành giám sát tiêu hủy trên 1.000 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu các loại. Số sản phẩm trên đều là hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy đúng quy trình quy định.
đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường bằng hình thức cán đốt tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 Urenco 11, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Trước đó, liên tiếp vào các ngày 18, 19 và 21 tháng 4, Đội Quản lý Thị trường số 5 của Quản lý Thị trường Hưng Yên phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào đã phát hiện các cơ sở bày bán số sản phẩm trên. Ngoài tiêu hủy, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân chủ các cửa hàng vi phạm. Tai tệ nạn trong trường học thường để lại những hệ lụy lớn về tinh thần và thể xác đối với thanh thiếu niên. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Phù Cử tăng cường siết chặt việc quản lý học sinh để phòng chống các tai tệ nạn diễn ra trong và ngoài nhà trường. Mới đây, 3 học sinh này của trường trung học cơ sở Đoàn Đào đã bị một bạn cùng lớp rủ rê hút thuốc lá điện tử. Do chưa hiểu được tác hại của loại thuốc lá này mà các em đã sử dụng. Do em là tuổi trẻ hiếu kỳ nên là bạn ấy rủ rê nên là em cũng hút thử. Em có biết tác hại của thuốc lá điện tử là như thế nào? Không. Tuổi trẻ lúc đó với cả bị rủ rê có độc với cả dễ gây nghiện. Biết được sự việc trên, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Đoàn Đào đã kịp thời phối hợp với gia đình của các em để có biện pháp ngăn chặn. Cả nhà trường phối hợp với công an, trung tâm y tế tổ chức một số cái buổi tọa đàm bổ sung kiến thức cho học sinh về các cái tai nạn, tăng cường tổ chức các cái hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để từ đó giúp cho học sinh có cái gắn kết yêu thương lẫn nhau. Đây là một buổi học ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường của 40 học sinh lớp 9D trường trung học cơ sở Đình Cao. Buổi học đã cho các em hiểu sâu hơn những hệ lụy mà một học sinh chịu đựng khi bị bạo lực học đường và nâng cao tình yêu thương với các bạn đồng trang lứa. Là một học sinh lớp 9 thì đang ở cái lứa tuổi dậy thì tâm lý sinh lý của bọn em cũng có cái sự thay đổi khi mà được nhà trường phổ biến hoạt động ngoại khóa cung cấp cho em những kỹ năng sống để tránh xa các tệ nạn xấu đó để hành trang bước vào đời. Phù Cử là địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Bố mẹ của các em thường đi lao động xa, nhiều em không được ở gần bố mẹ, nên việc quản lý học sinh tránh xa các tai tệ nạn là bài toán khó đối với từng nhà trường. Nhà trường cũng đã phối hợp với các bậc phụ huynh tuyên truyền giáo dục các em trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt các cái nội quy của nhà trường. Việc quản lý học sinh để không xa vào các tệ nạn xã hội, đua đòi theo trào lưu có hại cho lứa tuổi đang hoàn thiện nhân cách của các em, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể. Ngày 3 tháng 5, trên địa bàn xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã xảy ra sự cố chập điện, làm 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện bị mất điện cục bộ. Nguyên nhân được xác định là do việc thả diều gây ra. Sự cố nói trên đã làm hệ thống đường dây 373E.28.6 truyền tải điện 35 kV làm mất điện 4 xã thị trấn gồm thị trấn Yên Mỹ và các xã Ngọc Long, Tân Lập, Lưu Xá và các doanh nghiệp được cấp điện từ đường dây này. Sau khi xác định nguyên nhân là do diều mắc trên dây gây sự cố chập điện, Điện lực Yên Mỹ đã nhanh chóng khắc phục để cung cấp điện đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất. Kiến nghị với cả lãnh đạo Ủy ban dân các cấp có cái giải pháp đối với cả nhân dân, đặc biệt là các cháu học sinh trong cái dịp hè này là khi tham gia các cái trò chơi thì cũng không được phép là vi phạm hành lang lưới điện cũng như là thả diều gần hành lang lưới điện gây sự cố lưới điện. Đề nghị các bậc phụ huynh, hiệu trưởng các cái trường trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền giáo dục các cháu, toàn thể học sinh trong huyện biết các cái nguy cơ, các cái nguy hiểm khi triển khai và thực hiện các cái trò chơi ở gần khu vực mà có hệ thống các cái công trình lưới điện. Nghị định số 17 năm 2022 của Chính phủ trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ và điện lực quy định hành vi thả diều gây sự cố điện có thể bị phạt vi phạm hành chính đến 10 triệu đồng. Qua sự cố trên, Điện lực Yên Mỹ đã có công văn gửi Ủy ban dân huyện Yên Mỹ và các xã thị trấn trên địa bàn và tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn điện đến các trường học trước khi kỳ nghỉ hè diễn ra, để các nhà trường tuyên truyền học sinh không thả diều tại những khu vực có hệ thống lưới điện để đảm bảo an toàn lưới điện cũng như tính mạng của học sinh.